chuyện Những thói quen tốt. Nhiều tác giả: nhà xuất bản Thanh Niên, nhà sách Đinh Tị. Các bé ơi, trước giờ ăn cơm, rất nhiều bạn nhỏ vội vàng cầm đũa bát lên mà quên không rửa tay. Đây là thói quen không tốt cho sức khỏe, lại không văn minh chút nào. Cha mẹ hãy rèn luyện cho trẻ có thói quen rửa tay trước khi ăn cơm nhé. Và bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đến gặp một bạn gấu. Bạn gấu con rửa tay. Gấu con mải mê chơi đá bóng, cứ lăn lộn dưới đất. Ha ha ha, vui quá, vui quá. Gấu con nhảy lên, nhảy xuống, hết ngã xuống đất lại đứng lên. À, chơi vui quá, vui quá. Ha 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 ha, ha ha ha. Tay của gấu con bẩn, nhưng cậu ta lại cầm ngay quả táo ăn. Mèo con nhìn thấy vậy vội nói: Mèo, đừng, cậu ăn thế là bẩn lắm đây. Mèo. Nhưng gấu con chẳng thèm để ý. Mặt mũi gấu con lem luốc, bẩn thế mà cậu ta cũng cầm luôn bát lạc ăn. Chó con thấy vậy cũng xua tay, chê gấu con không biết giữ vệ sinh. Chó con đến gặp mèo và nói: Gấu gấu gấu, gấu con không rửa tay trước khi ăn, trong bụng sẽ có rất nhiều giun đấy. Gấu gấu gấu. Gấu mẹ liền bưng ra một chậu nước, dạy gấu con có thói quen rửa tay sạch sẽ. Con ơi, con vừa chơi nghịch bẩn, con phải rửa tay thật sạch rồi mới được ăn chứ. Gấu con ngoan ngoãn rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ rồi mới ăn táo. Sau đó, gấu con cầm khăn mặt, rửa mặt sạch sẽ rồi mới ăn lạc. Trước khi ăn cơm, gấu con phải rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ, như thế mới không bị đau bụng. Và như thế, các bạn mới lại gần và chơi với gấu con, không ai còn xa lánh gấu con nữa. Chuyện thứ hai. Ôi các bé nhìn kìa, bạn Linh rửa táo xong, quên không khóa vòi nước vào, để lãng phí nước sạch, như vậy là không tốt. Nước là nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta. Mỗi người cần phải rèn thói quen biết tiết kiệm nước nhé. Và bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau xem bạn Linh đã lãng phí nước thế nào qua câu chuyện Vòi nước khóc. Bạn Linh rửa xong quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Vằm! Măm 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 măm! Ngon quá! Táo ngọt quá! Măm măm măm! Chà, táo vừa ngọt vừa thơm quá! Bạn Linh nghĩ như vậy, rồi cứ thế mà bước đi. Ô, hình như bạn Linh quên gì nhỉ? Các bé có nhớ không? Nước trong vòi chảy tràn tung tóe ra ngoài. Vòi nước cảm thấy buồn quá, khóc ầm lên. Bỗng nhiên, mèo con đi đến và hỏi: Ô, vì sao vòi nước khóc? Vòi nước thút thít tâm sự: Hu hu hu, bạn Linh rửa xong táo, quên chẳng khóa vòi nước vào gì cả. Hu hu. Bạn Linh ở xa nghe thấy vậy, xấu hổ, đỏ cả mặt, vội vàng chạy ngay ra khóa vòi nước lại. Ôi, tớ quên mất, tớ xin lỗi bạn vòi nước nha. Vòi nước không còn khóc nữa, sung sướng ngủ một giấc say sưa. Còn bạn mèo cũng kêu meow meow. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hôm nay chúng ta lại học thêm một bài học thật hay và bổ ích về những thói quen tốt nữa. Hẹn gặp lại các bé trong những câu chuyện sau nhé.